Sau khi bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng, người mẫu Trần Thị Ngọc Trinh sinh năm 1989 đã bày tỏ sự ăn năn, hối hận vì có hành vi vi phạm pháp luật và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Theo cơ quan điều tra, bị can Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng vào ngày 6 tháng 10 năm 2023, bị can đã cùng với Trần Xuân Đông sinh năm 1987 tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn. Đáng nói, Ngọc Trinh còn thực hiện các động tác nguy hiểm với tư thế phản cảm, gây tác hại xấu cho các bạn trẻ học tập theo những cái điều không tốt của tôi, và đừng bao giờ học tập và bắt chước những cái hành vi sai trái của tôi vừa qua. Tôi hy vọng là tôi sẽ được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam cho cái sự thiếu hiểu biết về luật pháp của tôi. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu tổng giám đốc phụ trách hội đồng thành viên Tổng công ty chè Việt Nam Nguyễn Thiện Toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh, cùng là thành viên hội đồng thành viên Tổng công ty chè Việt Nam. Theo điều tra, hai bị can Cầm và Khánh có hành vi ký các nghị quyết của hội đồng thành viên Tổng công ty chè thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, không được thông qua đấu giá công khai theo quy định, gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét đối với hai bị can trên. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Bá Hiệp, sinh năm 1967, nguyên trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Đắk Lấp, và Bùi Văn Quỳnh, sinh năm 1972, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra, xác định Bùi Văn Quỳnh và Đặng Bá Hiệp đã có các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, vi phạm các nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gian lận trong đấu thầu, trong mua sắm trang thiết bị giáo dục. Qua đó đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 809 triệu đồng.